tướng do tâm sinh, dung mạo cũng nói lên nhân phẩm con người. Dung mạo của một người biến đổi tùy theo ý niệm thiện ác trong lòng họ. Tính cách của một người đều in hằn trên nét mặt. Còn nhân phẩm thì sao? Khắc sâu trong đáy mắt, gương mặt khiến người khác yêu mến là một khuôn mặt tươi cười chân thành, toát lên vẻ thân thiết và tự nhiên. Nụ cười là bông hoa đẹp nhất nở trên khuôn mặt. Có câu rằng, nắm đấm chẳng nỡ đánh khuôn mặt cười. Bởi lẽ nét mặt tươi cười thường khiến cho người khác xúc động. Tính cách được viết trên khuôn mặt. Những người khoan hậu, khoáng đạt, đa phần mắt mày thanh tú, khuôn mặt tròn đầy, phúc hậu. Những người hẹp hòi, đố kỵ, đa phần miệng nhọn má hóp, chân mày nối liền nhau. Những người hiền hòa, thích yên tĩnh, thường có gương mặt dịu dàng, lương thiện. Những người tính tình nóng nảy, tâm trạng bất ổn, lại thường mang vẻ mặt dữ dằn. Kẻ tiểu nhân, lòng dạ bất chính, thường đa nghi, thần sắc hoảng hốt. Người đơn thuần, lương thiện, thường có nụ cười tràn đầy yêu thương, khiến người khác vừa nhìn đã thuận mắt, càng ngắm lại càng yêu. Nhân phẩm khắc sâu nơi đáy mắt. Nhân phẩm tốt hay xấu đều nằm trong đôi mắt. Bởi lẽ đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Những người có lòng dạ hẹp hòi, đôi mắt chỉ chứa đầy khuyết điểm của người khác. Những người tham tài, hám sắc, đôi mắt thường nhìn chòng chọc vào mỹ nữ và túi tiền. Những người thích sinh chuyện thị phi, thường dán mắt vào lỗi nhỏ của người khác mà bới bèo ra bọ. Ngược lại, ánh mắt của những người quang minh lỗi lạc thường nhìn thấy sự công bằng và chính nghĩa. Ánh mắt của người khoan dung, đại lượng thường hướng đến tương lai của bản thân. Ánh mắt của người nói là làm thường ẩn chứa sự chân thành và thủ tính. Nhìn cách ăn cơm biết gia giáo. Người Á Đông thường thích giáo dục con cái mình trên mâm cơm. Tướng ăn của một người sẽ phản ánh ra sự giáo dưỡng của gia đình ấy. Những người thường lấy một đĩa đầy đồ ăn, nhưng lại ăn không hết khi ăn tiệc buffet, thì trong cuộc sống cũng thường hoang phí, không biết tiết kiệm. Những người có thói quen hò hét nhân viên phục vụ bàn khi đợi cơm, chắc chắn là những người không có giáo dưỡng. Nhìn cách ăn mặc, biết gu thẩm mỹ. Người có thẩm mỹ cao thường biết khai thác sở trường, che giấu sở đoản của bản thân, ăn mặc và trang điểm phù hợp. Ví như những người bụng phệ sẽ không mặc đồ bó sát, những người chân thô mặc váy dài sẽ đẹp hơn váy ngắn. Khi đi dã ngoại, họ sẽ chọn trang phục nhẹ nhàng, thoải mái. Khi đi làm, họ ăn mặc đồ công sở gọn gàng, sạch sẽ. Ở nhà nghỉ ngơi, họ lại chọn đồ rộng rãi, dễ chịu. Nhìn dáng vóc, biết lối sống. Những người tuổi còn trẻ mà đã có bụng bia thường là do không thể kiên trì tập thể dục hoặc do quá phóng túng bản thân về phương diện ăn uống. Có những người mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn giữ được một vóc dáng khỏe mạnh. Họ không phải là người ăn mãi cũng không béo bẩm sinh, mà là biết kiểm soát cái miệng của mình, biết sải bước đôi chân của mình, kiên trì rèn luyện thân thể, ăn ngủ đúng giờ, lựa chọn đồ ăn kỹ càng suốt mấy chục năm, trăm ngày như một ngày. Tướng do tâm sinh. Câu nói này dẫu trải qua ngàn năm vẫn còn nguyên giá trị. Vẻ bề ngoài dẫu được chăm chút, tới đâu cũng chẳng thể che giấu được bản chất. Chỉ khi tu tâm dưỡng tính, lựa chọn cho mình một lối sống lành mạnh, con người mới thực sự trở nên xinh đẹp và cuốn hút. Đêm nằm nghe, nếu mệt mỏi quá thì hãy buông bỏ phiền não, vì chính nó
là chìa khóa của sự an lạc. Kính thưa quý thính giả và các Phật tử thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều áp lực và va chạm, chúng ta thường khó tránh khỏi những bất đồng trong công việc, sinh hoạt hàng ngày và các mối quan hệ ở gia đình, nơi làm việc. Khi xảy ra tranh cãi, ta có thể không kiềm chế được nổi nóng và hay nặng lời. Ta có thể thắng hay thua cuộc tranh cãi, thường không dễ giữ được hòa khí. Kết quả là khiến chúng ta bị tổn thương hoặc gây tổn thương cho người khác. Thậm chí sẽ cảm thấy chính bản thân mình trở nên đau đớn, mất niềm tin, rồi ân hận. Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, ân hận lúc đó cũng đã muộn rồi. Những lúc như thế này, điều người ta cần làm là giữ bình tĩnh, loại bỏ sân si, biết buông bỏ những gì khiến ta cảm thấy bất an. Ai cũng biết hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng sự bình an và tự tại. Đây là ước mơ của cuộc đời mà con người chúng ta ai cũng mong mỏi đạt tới. Phật dạy rằng, trong lòng không khuyết thiếu thì được gọi là phú, được người khác cần đến thì được gọi là quý. Vui mừng sảng khoái không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lượng. Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên đi phiền muộn. Không tranh cãi chính là trí tuệ, không tranh giành chính là từ bi, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông. Tâm không loạn, không bị vây khốn bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ nhung quá khứ. Người ta sống trên đời thường không vui vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu nhất là ba nguyên nhân sau. Thứ nhất, quen phóng đại hạnh phúc của người khác. Thứ hai, quen phóng đại nỗi khổ của bản thân mình. Thứ ba, quen mang nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với nỗi khổ của những người khác, đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác. Tất cả những nguyên nhân trên đời đều xuất phát từ sự ôm đồn của chính bản thân mình, hay nói cách khác là thái độ không bằng lòng với bản thân mình. Cái gì cũng muốn có được, muốn hơn mà không chịu buông. Sống trên đời làm người không nên quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu hoàn mỹ, niềm vui không thể hưởng hết. Đối nhân xử thế nên hiểu được có chừng mực, khoan dung đối với người khác, chính là cho bản thân mình một phần linh động, một đường lui. Để có thể buông bớt ưu phiền, chúng ta nên ghi nhớ những điều sau. Học cách kiểm soát bản thân. Bạn không thể kiểm soát hành động của người khác và cũng không nên cố gắng. Nhưng bạn có thể kiểm soát không chỉ hành động của bạn mà còn là ý nghĩ của bạn. Bạn có thể ngừng làm sống lại nỗi đau và chọn để đi tiếp. Bạn có năng lực này, bạn chỉ cần học cách thực hiện. Thà rằng giả ngốc cũng đừng làm ra vẻ khôn ngoan. Bởi vì không có người thích người khác thông minh tuyệt đỉnh, và đặc biệt lại ghét người tự cho mình thông minh. Sự vật nhìn trên khách quan là quá phức tạp, hơn nữa lại biến hóa quá nhanh. Vô luận chỉ số thông minh của bạn cao bao nhiêu, vô luận bạn siêng năng phấn đấu như thế nào, thì việc nhận thức thật sự một sự vật nào đó đều là rất khó. Dù cho bạn có nắm bắt hết được cả tri thức đi chăng nữa, mà căn bản là không thể được. Thế gian nháy mắt một cái, chỉ trong thoáng chốc lại phát sinh ra biến hóa rồi. Hơn nữa,
sự biến hóa này vẫn sẽ không ngừng nghỉ. Cho nên, cần bảo trì thái độ khiêm tốn một cách thận trọng, dám tự thừa nhận mình mãi là một người ngốc trước đấng tạo hóa. Đừng kiểm soát. Hãy sẵn sàng từ bỏ việc kiểm soát tất cả mọi thứ liên quan tới bạn hoặc tới người khác, các tình huống, sự kiện và con người. Hãy chấp nhận mọi thứ và mọi người chính xác như họ vốn là vậy, và bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Hãy để cho mọi điều tự nhiên mà xảy ra. Thà rằng mang tiếng thua, cũng không cần chỉ thắng không thua. Đặc biệt là trên những luận vô vị, không cần thiết. Bởi vì đại đa số người chỉ muốn được thắng, không đành lòng chịu thua. Tốt nhất là cả hai bên đều cùng thắng, vô luận là trong nước hay ngoài nước, quốc nội, quốc tế, con người trên thế gian. Đôi bên cùng thắng là cách lựa chọn tốt đẹp nhất. Hãy từ bỏ việc viện cớ. Đóng gói những cái cớ và hãy ném chúng đi. Bạn không cần đến chúng. Thường thì chúng ta chỉ giới hạn bản thân mình trong những gì chúng ta làm vì nhiều lý do. Thay vì lớn lên, nâng cao cuộc sống và tinh thần, chúng ta lại kẹt lại, tự lừa dối bản thân, viện tới tất cả các loại lý do mà trong 99% trường hợp không phải là thật. Cuối cùng, hãy từ bỏ sự quyến luyến. Đây là một quan niệm mà hầu hết chúng ta rất khó hiểu, nhưng nó không phải một cái gì đó không thể. Khi bạn tách mình khỏi tất cả mọi thứ, bạn trở nên yên bình hơn, khoan dung, thân thiện và thanh thản hơn. Như vậy, bạn có thể đến một nơi mà bạn có thể hiểu tất cả mọi thứ mà không cần phải chịu đau khổ. Nó là một trạng thái vượt ra ngoài ngôn từ. Sống trên đời, nhất định phải biết 12 báo ứng trực tiếp này. Đọc để mà tránh. Kính thưa các quý vị Phật tử, mọi thứ trên đời này đều có nhân quả. Làm việc thiện sẽ có phúc báo, còn làm việc ác nhất định sẽ chịu ác báo. Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Đức Phật cũng từng dạy, dù lên núi cao hay xuống vực thẳm cũng không tránh được nghiệp quả. Do nhận thức đúng về nhân quả nên người con Phật luôn thận trọng trong mọi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình. Nhân quả có thể đến sớm hoặc muộn, tương lai gần hay xa. Con người thường sợ quả báo ở hiện tại mà có lòng xem thường những quả báo ở kiếp sau. Có người tưởng rằng mình hạ cánh an toàn, nhưng không biết rằng quả báo kiếp này chưa trả sẽ phải gánh trong kiếp sau. Dưới đây là 12 báo ứng trực tiếp của đời người, nhất định bạn phải biết. Đầu tiên, người sẵn lòng cho đi sẽ khiến phúc báo càng ngày càng đến nhiều. Thứ hai, người biết cảm ơn sẽ khiến thuận lợi càng ngày càng nhiều hơn. Thứ ba, hay giúp đỡ người khác thì quý nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Thứ tư, người hay phàn nàn sẽ càng ngày càng có nhiều phiền não. Thứ năm, người biết đủ, biết thỏa mãn sẽ càng ngày càng có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. Thứ sáu, người chỉ biết trốn tránh thất bại, thử thách thì thường thất bại càng đến nhiều hơn. Thứ bảy, người biết chia sẻ với người khác
sẽ càng ngày càng có nhiều bạn. Thứ 8, người hay giận dữ, bực bội, bệnh tật sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều. Thứ 9, ưa thích chiếm tiện nghi sẽ khiến cuộc đời càng ngày càng nghèo khó. Thứ 10, người hay dùng tiền tài giúp người khác, phú quý sẽ đến nhiều hơn. 11, người chỉ ưa được hưởng phúc thường sẽ bị nhiều khổ đau. 12, người chăm chỉ học tập sẽ khiến trí tuệ ngày càng phong phú. Vì thế, người học Phật thấy rõ nhân quả nên luôn sợ hãi với quả báo, quyết không làm điều ác, tránh xa tội lỗi. Niềm tin nhân quả, sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách, đạo đức cho mỗi người. Xã hội sẽ bình an, thiện lành và phát triển ổn định hơn khi mỗi người đều có nhận thức đúng đắn về nhân quả và nghiệp báo. Nên nhớ là nhân quả luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Nếu có nghiệp, chắc chắn bị quả báo. Hãy nhớ, đàn bà hơn nhau ở chính mình, chứ chẳng phải tấm chồng như người ta vẫn bảo. Người ta thường nói, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Tôi nghe hoài những điều này từ khi còn bé. Khi mà người này dạy con gái của họ, rồi người khác cũng theo đó mà nói với những đứa con gái còn lại. Tôi cho rằng ấu trĩ và tôi không tin. Tôi luôn tin tưởng một cách chắc chắn rằng đàn bà hơn nhau ở chính bản thân mình. Ngoài ra thì chẳng có điều chi có thể mang ra làm thước đo cả. Tôi tin giữa cuộc sống hiện đại này thì hơn nhau có chăng là tự chính mình đã yêu thương, dành tặng cho bản thân những điều tốt đẹp ra sao, chứ chẳng phải thứ vật tân trang hay ai đó gọi là chồng. Bởi nếu thế, những người không kết hôn hóa ra là những kẻ thua cuộc hết hay sao? Tình tôi đi, kết hôn hay không chẳng làm bạn tốt hơn, cũng không khiến giá trị bản thân tăng lên chút nào. Đừng cho rằng lấy được người có gia cảnh giàu có làm chồng thì bạn sẽ phần nào thơm lây. Mọi điều đều có mặt trái của nó, và bạn sẽ phải chung sống với những thứ ấy nếu mặc định rằng chúng là thứ làm nên giá trị của bạn. Tôi tin rằng một người đàn bà có học thức sẽ hơn một người đàn bà chỉ biết lầm lũi trong chuyện nội trợ. Tôi tin rằng một người đàn bà hiểu chuyện chính sự sẽ hơn một người đàn bà chỉ ngày đêm loanh quanh đòi câu chuyện trong nhà ngoài ngõ hay càm ràm về chuyện chồng con. Tôi tin rằng một người đàn bà độc lập tài chính sẽ hơn một người đàn bà hằng tháng vẫn chờ chồng chu cấp chi phí sinh hoạt cho gia đình. Tôi tin và tin một người đàn bà biết yêu thương mình là người đàn bà chẳng bao giờ chung sống với sự phụ thuộc hay kìm hãm bản thân nào cả. Bởi thế, đàn bà hơn nhau ở chính mình. Đàn bà vốn dĩ ai cũng mong một cuộc đời ấm êm, hạnh phúc. Nhưng những điều tốt đẹp luôn cần có những cái giá tương xứng. Và cho đến khi bản thân nhận ra rằng đàn ông đến sau cùng chỉ là đối tác trong cuộc đời, thì người ta mới thôi ảo tưởng về người chồng, người cha hay người đàn ông hoàn hảo của đời mình. Chẳng ai hoàn hảo và chẳng ai có trách nhiệm phải đối tốt hay yêu thương bạn như là bản thân của bạn. Tôi luôn khắc ghi một câu nói vô tình nghe ở đâu đó: chỉ có bà mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện. Tất cả người khác
phải có điều kiện mới yêu thương ta. Nếu chồng bạn từng yêu thương, chiều chuộng bạn rất nhiều, thì có lẽ có điều gì đó nơi bạn mà người ấy cho rằng những yêu thương kia là điều tương xứng. Có thể bạn đẹp, có thể bạn giàu, có thể bạn tài năng. Nhưng khi tất cả đi qua, khi bạn không còn xuân sắc, khi bạn mất đi của cải, khi bạn không may xa cơ, họ thật sự có còn yêu thương bạn như ngày xưa? Đừng sống trong những giấc mơ màu hồng với chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đón bạn về lâu đài cổ tích. Tại sao hoàng tử phải chọn một cô gái lọ lem mà chẳng yêu một nàng công chúa khác? À, vì đó là chuyện cổ tích bạn ạ. À, hoàng tử sẽ luôn lấy công chúa, còn lọ lem thì cả đời phục dịch mẹ con mụ dì ghẻ ác độc. Thế nên hãy sống sao cho có thể ngẩng đầu nhìn đời. Có hay không có hoàng tử thì bản thân vẫn mãi là nàng công chúa xinh đẹp. Nếu có hoàng tử thì bạn sẽ trở thành hoàng hậu, còn ngược lại thì bạn sẽ trở thành nữ hoàng. Giữa một người cai trị muôn dân và một người chỉ là thứ yếu bên cạnh một người đàn ông thì bạn sẽ chọn điều gì? Đàn ông rốt cuộc cũng chỉ là đàn ông. Họ yêu thương bạn khi bạn có lý do gì đó để họ yêu thương, nhưng bản thân ta thì không. Nếu một ngày cả thế giới này quay lưng với bạn, thì chính bản thân bạn phải là điểm tựa vững chắc nhất cho chính mình trong những ngày giông tố. Đàn bà hơn nhau ở chính mình. Đàn ông chỉ là đối tác cuộc đời, và có hay không cũng không phải điều cần bận tâm. Hơn hết mọi điều, bạn nên cần biết yêu thương chính mình. Đừng nên nóng giận mà khổ tâm ta. Chắc quý vị cũng biết, đối với nhiều người, chỉ một lời nói nặng nói hơn, họ sẽ ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà đau khổ triền miên. Nóng giận không chỉ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa bạn với những người xung quanh, mà nó còn có tác hại đối với sức khỏe. Nóng giận là trạng thái mất bình tĩnh, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, và điều này khiến cho chúng ta có những phản ứng thái quá, mất bình tĩnh. Bạn có thể cảm thấy bực bội, khó chịu với mọi người. Nóng giận có thể gây ra to tiếng, cãi vã, hoặc đôi khi còn là nguyên nhân gây ra các cuộc ẩu đả. Mọi người có thể nóng giận khi bị xúc phạm, cảm thấy bất công, hoặc trong nhiều trường hợp không mong muốn khác. Chắc hẳn mọi người chúng ta, ai cũng đều từng tức giận. Chẳng qua là vì hơn thua cao thấp, mạnh yếu, tranh qua giành lại, cũng chẳng ai là người chiến thắng cuối cùng cả. Bạn thắng ai đó trong việc này, không chừng việc khác bạn lại thua họ. Thua rồi thắng, thắng rồi thua. Khi bạn nhắm mắt từ biệt thế gian này, bạn cũng giống như bất cứ ai trên cõi đời, hai bàn tay trắng, không có gì cả. Khi nóng giận, tâm trí bạn sẽ không thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào, mà chỉ càng thêm tiêu cực, càng khiến câu chuyện đó trở nên rối ren hơn. Một vấn đề khi không được chấm dứt ở hiện tại sẽ kéo dài đến tương lai, làm phát sinh ra nhiều vấn đề khác và không thể nào giải quyết được nếu không có sự bình tĩnh để suy ngẫm. Sự nóng giận, không biết kiểm soát cảm xúc của bản thân, có thể khiến cho bạn mất đi rất nhiều thứ. Có thể là tiền bạc, công việc, những mối quan hệ mà bạn từng rất trân trọng, hay thậm chí là tính mạng của bản thân và những người xung quanh. Không thể biết rằng
trong lúc tức giận và bị kích động, người đó có thể làm ra những chuyện nguy hiểm nào? Bạn nổi giận với bạn bè, họ sẽ rời xa bạn. Bạn nổi giận với người ruột thịt, với bạn đời, họ sẽ tổn thương, khổ đau, mà bạn cũng chẳng hạnh phúc gì. Suy cho cùng, chỉ có bạn thiệt thòi nhất mà thôi. Một cuộc nói chuyện, nếu cảm thấy sự tranh luận đã lên đến mức cao trào, một trong cả hai đều không giữ được bình tĩnh, thì nên dừng lại. Tránh biến thành một trận chiến mà cả hai đều làm tổn thương nhau bằng lời nói. Dừng lại không có nghĩa bạn là kẻ thua cuộc, mà để lấy lại sự bình tĩnh, để ngọn lửa trong lòng bạn được hạ xuống. Khi đó, cả hai sẽ có cơ hội nhìn nhận xem ai đúng, ai sai, mà hướng đến cách giải quyết hòa bình. Nhiều người thường có tâm lý phải cãi nhau tới cùng, cho rằng nếu mình ngưng lại trước là thua cuộc. Nhưng thực tế, càng cãi nhau sẽ càng không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, mà chỉ làm tăng thêm sự thù hằn với nhau. Người chiến thắng là người kiểm soát được cái tôi của mình, khiến cho người khác tâm phục khẩu phục, chứ không dùng những lời mạt sát để khiến đối phương lụy bại. Lời nói ra như bát nước hất đi, không bao giờ lấy lại được. Đừng nói cho sướng mồm, rồi tự mình làm khổ mình, tự mình làm mất đi cơ hội của bản thân, tự mình hủy hoại mối quan hệ của chính mình. Con người sống ở trên đời, quan trọng nhất là làm những việc mình thích và có ý nghĩa. Đừng mất thời gian vào việc tranh giành hơn thua. Đừng cứ mở miệng ra là nói cho hả giận, tranh cho tới cùng. Những ai thật sự biết tu dưỡng sẽ đè nén lại cơn tức giận, bởi vì tức giận là do tranh giành. Không tranh giành thì sẽ không tức giận. Chỉ có không tức giận thì bạn mới làm được tốt công việc của mình. Chỉ có không tức giận thì bạn mới sống khỏe mạnh. Người bản lĩnh sẽ biết chế ngự được cảm xúc, biết điều gì phải, điều gì là không nên. Còn người mà nóng giận dễ dàng bộc lộ ra ngoài, dễ dàng buông lời mạt sát người khác, thì suy cho cùng cũng chỉ đang thể hiện bản năng phần con của mình mà thôi. Trong lòng bình yên, cuộc sống mới bình yên. Ở đời, nhiều người luôn khao khát có được phép thuật có thể biến đổi cuộc sống chung quanh mình thành bình yên. Nhưng họ không biết, ngay bên trong bản thân mình đã có được thứ phép thuật đó. Lời kinh trong lòng bàn tay. Nếu một người trong lòng đã bình yên, thì cuộc sống ngoài kia cũng sẽ bình yên. Khi không đủ khả năng thu xếp những ngổn ngang trong lòng, chúng ta sẽ thấy cả thế giới này thật bề bộn. Khi đôi mắt trở nên dửng dưng vô cảm, khi đôi tay không còn hơi ấm, khi không còn nói được một lời chân thành, nghĩa là trái tim bên trong đã bắt đầu chai cứng lại, và lời nói, đôi tay, ánh mắt ấy sẽ tương tác với cuộc sống chung quanh, rồi tạo ra một môi trường sống cho chính mình. Tất cả những cảm xúc bên trong, dù cố kìm nén đến đâu, dù cố che giấu thế nào, cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành một thực tại ở bên ngoài. Trạng thái tâm lý bên trong sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận và trải nghiệm cuộc sống hàng ngày. Cách chúng ta đã sống một ngày như thế nào? Có thể chúng ta cũng sẽ sống một đời như thế đó. Mặt sông sẽ ồn ào hẳn lên khi trong lòng sông
có những tảng đá ngầm. Đá ngầm làm tăng tốc độ dòng chảy, tạo thành sóng và những xoáy nước, rồi tạo ra âm thanh lan tỏa ra khắp mặt sông. Khi nghe thấy tiếng ồn từ mặt sông, dù không nhìn thấy, nhưng ai cũng biết dưới đáy sông đang có những tảng đá ngầm. Khi đáy sông bằng phẳng, mặt sông sẽ bình yên. Khi trong lòng tĩnh lặng và bằng phẳng, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bình yên. Không có cách nào có thể giúp dòng sông trở nên tĩnh lặng, trừ khi nhặt bỏ những tảng đá ngầm đang tồn tại dưới đáy sông. Chúng ta không thể thay đổi được những gì đang diễn ra xung quanh, mãi đến khi chúng ta quyết tâm thay đổi bên trong chính mình. Nhiều người ao ước có trong tay thứ phép thuật có thể biến đổi cuộc sống chung quanh mình trở nên bình yên. Nhưng họ không biết ngay bên trong bản thân mình đã có được thứ phép thuật đó. Khổ đau là một công việc bên trong, nên bình yên cũng là một công việc của bên trong. Bình yên không nằm ngoài, nó nằm trong trái tim của chúng ta. Ba kiểu người nhất định bạn phải kết giao trong đời. Hãy trân quý họ. Sống trên đời, ai mà không có một vài bằng hữu đắc ý, cùng chia sớt vui buồn. Khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Tự truyện kiều. Nhưng bè bạn cũng có nhiều loại. Có người là bạn chơi, bạn rượu, bạn trà. Có người đích thực là tri kỷ khó tìm. Nếu may mắn gặp được ba kiểu người dưới đây, nhất định hãy trân quý họ. Khổng Tử nói, có ba kiểu bằng hữu có ích. Hữu trực, người bạn thẳng thắn, chính trực. Hữu lượng, người bạn thành tín, bao dung. Và hữu đa văn, người bạn hiểu biết sâu rộng. Trên đời, may mắn lớn nhất chính là kết giao được với những người bạn ngay thẳng chính trực, giữ được lòng thành tín và có hiểu biết sâu rộng. Vật họp theo loài, nếu cứ mãi giao du cùng những người chán nản, tiêu trầm, không chí tiến thủ, thì có lẽ bạn cũng không có đủ nghị lực vươn lên. Tiếp xúc với người khoe khoang, khoác lác, bạn sẽ trở thành kiểu người không thực tế. Còn khi bản thân đều là những người khí lực tràn trề, hăng hái, tự tin, bạn cũng sẽ có thể trở thành một con người mạnh mẽ. Chẳng phải người xưa hay nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng đó sao? Người ngay thẳng giúp ta tu thân. Lấy bạn ngay thẳng giống như một tấm gương. Chính như Đường Thái Tông từng nói, lấy người làm gương có thể hiểu rõ được mất. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt, họ nhìn được toàn diện và có thể thấy được chỗ thiếu sót của bạn. Nhưng thường chỉ có những người bạn chính trực, ngay thẳng mới không ngại chê trách mà chỉ rõ sai lầm của bạn. Bởi đơn giản, họ thà gánh lấy rắc rối còn hơn nhìn bạn vướng vào rắc rối ấy. Vào thời Hán Vũ Đế, có người tên Hà Võ, tính tình ngay thẳng, chính trực. Khi phát hiện một quan viên tên là Đới Thánh làm trái pháp lệnh, ông bèn tâu lên triều đình kể rõ sự việc. Đới Thánh vì vậy mà ôm hận trong lòng, hễ có cơ hội liền bêu xấu Hà Võ trước mặt người khác. Một ngày kia, con trai của Đới Thánh phạm tội, bị áp giải đến nơi của Hà Võ để chờ xét xử. Đới Thánh cho rằng Hà Võ nhất định sẽ vì trả thù riêng mà đẩy con trai ông vào chỗ chết. Kết quả, Hà Võ phán quyết công bằng,
con trai của Đới Thánh không bị phán tội tử hình. Đới Thánh nhìn lại những việc làm ngày trước của mình mà cảm thấy rất hổ thẹn, lại vô cùng bội phục nhân cách làm người của Hạ Võ. Hai người từ đó kết thành bạn thân. Có câu, thuốc đắng giả tật, lời thật mất lòng. Lời nói ngay thẳng có thể sẽ khiến bạn không vui, khiến tai bạn không bùi, nhưng có thể cứu thoát bạn khỏi sai lầm, vận hạn. Một đấng minh quân, ắt phải có trung thần phò tá. Làm người, cần phải kết giao được với bạn bè ngay thẳng. Chính những lời nói thật, không ngại ngùng của họ sẽ đánh bóng bạn, khiến bạn trở nên hoàn mỹ hơn. Người đời nhớ đến Đường Thái Tông là một trong những vị hoàng đế anh minh nhất lịch sử Á Đông. Nhưng ít người biết rằng, sở dĩ tên tuổi của ông có thể vang xa đến vậy là bởi ông luôn biết nghe lời can gián thẳng thắn, bộc trực của gián quan Ngụy Trưng. Ngụy Gián Quang luôn coi bổn phận của mình là khuyên giúp nhà vua, không để Đường Thái Tông mắc lỗi, đôi khi khiến vua giận đến đỏ mặt, tía tai chỉ vì lời nói thẳng. Người thành tín giúp ta trở nên mẫu mực. Người xưa vốn rất coi trọng việc kết giao với những người bạn thành tín, bao dung. Cuối thời Nguyên, Trần Hữu Lượng tranh đoạt thiên hạ với Chu Nguyên Chương. Cái tên của ông, Hữu Lượng, chính là bắt nguồn từ ý tứ này. Nhưng đáng tiếc, nó chỉ là thứ hữu danh vô thực. Bản tính đa nghi, giằng xảo của ông đã khiến những mãnh tướng dưới trướng khiếp sợ, dần xa lánh, nghi kỵ. Kết quả là nội bộ lục đục, lòng quân tan nát. Đành bại trận ở hồ Phàn Dương, dù quân đông gấp mấy lần Chu Nguyên Chương. Quan niệm kết bạn của nhiều người rất kỳ lạ, chỉ quan tâm làm sao ý hợp tâm đầu mà không đoái hoài gì đến sự thành tín, bao dung. Khi bạn bè của họ có hành vi không thành thật với người khác, họ lại tự ru mình bằng những ý nghĩ như: dù sao bạn ấy cũng chưa từng dối nạt mình, bạn ấy nhất định sẽ không dối gạt mình đâu. Họ quên rằng, nếu hôm nay bạn bè họ thất tín với người khác, thì ngày mai nạn nhân rất có thể là chính họ. Luận Ngữ có viết: nhân nhi vô tính, bất tri kỳ khả giả. Đại xà vô khẩu, tiểu xà vô khẩu, kỳ hà dĩ hành chi tai. Ý tứ là, người mà không có lòng thành tín thì cũng giống như cỗ xe lớn, không có chốt nối giữa xe và bánh xe, làm sao có thể chạy được. Tín nghĩa dùng tiền cũng không mua được. Trái lại, mất đi chữ tín cũng ngang với mất đi sinh mệnh của mình. Người nào mà không thể thủ tín, đảm bảo cả đời cũng không thể thành công. Tìm được một người bạn biết giữ chữ tín, phải chăng chính là điều tuyệt vời nhất? Người hiểu biết sâu rộng, giúp ta mở rộng tầm mắt. Trong thời đại bùng nổ thông tin, qua truyền hình, máy tính, điện thoại, người ta có thể tiếp cận với đầy rẫy loại tin tức. Có người cho rằng thời của những người bạn đã hết, người ta chẳng cần quá nhiều người để hiểu mình, một chiếc điện thoại là đã giải quyết được vấn đề. Nhưng càng trong thời đại bội thực thông tin như ngày nay, người ta càng cần một người bạn tốt để nương tựa, một người bạn có đủ hiểu biết sâu rộng, giúp ta chắt lọc cặn bã, chọn lấy những gì tinh hoa mà bỏ đi những thứ bả trấu, bả cám. Có câu danh ngôn rằng, tự học mà không có bạn thì ngu dốt mà lại hiểu biết nông cạn.
một người bạn hiểu biết sâu rộng, uyên bác thực sự có thể mang đến cho chúng ta những chân trời mới. Họ có cách tư duy khác biệt, biết truyền cảm hứng, có khả năng phán đoán và sự tinh tế. Đó thật là quân sư thông thái của chúng ta. Chỉ nói vài câu đã điểm trúng nhiều yếu huyệt, có thể giúp ta giải quyết đầy rẫy khó khăn, bế tắc. Họ không chỉ là một người bạn tốt, mà đúng hơn là một người thầy vừa uyên bác vừa trí tuệ. Nhưng uyên bác không phải là điều kiện quan trọng nhất. Người đó còn phải thật thà và ngay thẳng. Một người học rộng có thể hiểu thấu bạn, nhưng không ngay thẳng thì trái lại chỉ có thể gây hại cho bạn mà thôi. Và Cát Lượng rời lều tranh, xuống núi phò tá Lưu Bị. Về lý mà xét là quân sư, nhưng về tình mà nói thì chính là tri kỷ, là một dạng bạn bè uyên bác. Ông là người trí tuệ có thừa, thần cơ diễu toán, ngồi trong màn trướng mà tính kế xa ngoài trăm dặm. Nhưng ông cũng là người thẳng thắn, trung tính, không vì tài cao, công lớn mà lấn chủ. Lưu Bị trước khi qua đời ở thành Bạch Đế đã trao gửi con côi, nhờ Gia Cát Lượng hoàn thành đại nghiệp. Ông còn nói, nếu con mình bất tài, vô dụng, thì Gia Cát Lượng cứ tự mình lên ngôi. Khi ấy, Gia Cát Lượng nước mắt lưng tròng, quỳ gập xuống mà thưa: "Thần xin cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, nào dám có bụng khác." Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tìm được một người bạn như thế, quả là may mắn vậy. Nếu thấy cuộc đời như đang đi vào ngõ cụt, bế tắc không lối thoát, hãy đọc bài này để nhận thấy, thực ra mọi chuyện đều có cách giải quyết. Đạo Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh giành giật, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên, để rồi giết hại lẫn nhau. Lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Con người đau khổ bởi sinh, già bệnh chết. Tâm đau khổ vì phiền não tham, sân si, mạng nghi, ác kiến. Trong gia đình khổ vì phải làm việc vất vả, nhọc nhằn để lo cơm áo gạo tiền, rồi thương yêu xa lìa khổ. Oán ghét mà gặp nhau hoài, lại càng khổ hơn. Mong cầu mà không được cũng khổ, thân ốm yếu hoặc sung mãn quá cũng khổ. Nghèo cùng với bao nỗi thiếu thốn, khó khăn, khổ là lẽ đương nhiên, nhưng người giàu sang phú quý vẫn có những nỗi khổ, niềm đau riêng. Ngoài xã hội lại khổ vì đấu tranh, giành giật, hơn thua phải trái. Cứ như thế, oán giận thù hằn ngày càng thêm chồng chất. Với hoàn cảnh thì phải khổ về thiên tai, sóng thần, động đất, bão lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh tràn lan vì sự ngu si, mê muội của con người. Cuộc đời xô bồ toan tính, đôi khi không tránh khỏi những lúc bản thân cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Khi ấy, quý vị hãy nhớ năm chữ vàng này. Đầu tiên là chữ tỉnh. Đôi khi, im lặng là vàng. Nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái của chính bản thân. Vì cũng có khi, người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. Nói nhiều đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát hành vi. Càng nói nhiều, càng dễ bị nói hớ, dễ đi chệch hướng. Vậy nên, cần phải tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo rồi mới làm. Ắt tìm ra định hướng trong cuộc đời, thành công ắt sẽ tới. Chữ thứ hai
là bình. Bình ở đây chính là bình tĩnh, bình thản và cân bằng trong nội tâm. Cuộc sống hối hả, dòng đời xô bồ, tâm ai bình thản, người ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn người khác. Bình cũng là cách đối nhân xử thế khéo léo, bởi dục tốc bất đạt. Nóng vội sẽ đưa ra quyết định sai lầm, khó khăn chồng chất khó khăn, bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Tiếp theo là chữ nhẫn. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. Vậy nên mới có câu: nhẫn nại để thể hiện sự độ lượng, tha thứ những việc không thể thay đổi được, có dũng khí để thay đổi những việc có thể thay đổi được, có trí tuệ để phân biệt được hai loại sự việc trên. Làm được những điều này, bạn đã là người thành công rồi đó. Chữ tiếp theo là nghe. Bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh. Âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. Cuối cùng là chữ nhẹ. Càng xem nhẹ mọi thứ, tâm càng dễ thanh tịnh, hạnh phúc càng ngập tràn. Danh lợi, tiền bạc chỉ là vật phù du, chết rồi có mang theo được đâu. Buồn tủi, giận hờn, sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng? Chỉ với 5 chữ vàng đơn giản, nhưng nếu làm được, bạn sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn, bế tắc trong cuộc đời. Tâm tưởng lúc nào cũng nhẹ tênh để tiến tới những thành công to lớn. Nếu bạn là người thông minh, đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác. Hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình. Hãy nhớ, chính con người chúng ta thường hay để cảm xúc lấn át lý trí, nên trong chuyện tình cảm mới bất cẩn giao hết vào đối phương chỉ bằng một chữ tình, để rồi sau này đầy tổn thương tự chịu, dằn vặt thì tự mang. Trải qua tất thảy những đau thương mới nhận ra rằng đôi khi giao hạnh phúc của mình trọn vẹn cho đối phương chính là điều sai lầm nhất. Và sai lầm sẽ phải trả giá bằng đớn đau, nhất là trong một mối quan hệ. Đừng bao giờ ngây thơ cho rằng đã đặt toàn bộ niềm tin vào ai đó là sự lựa chọn đúng đắn, ngay cả khi chính bản thân mình còn không thể đảm bảo hạnh phúc cho mình, thì lấy tư cách gì để nương tựa hoàn toàn vào ai đó đây? Chuyện cảm xúc là một câu chuyện dài, mà mỗi một mối quan hệ phải cân bằng rất nhiều mới tránh được chuyện một trong hai cảm thấy bất an về đối phương. Vậy thì tại sao không thể nghĩ thanh thản hơn để bớt muộn phiền? Tại sao không buông bỏ bớt để san sẻ với nhau? Tại sao không độc lập sống theo cách của mình đi, chứ không phải đợi người ta mang bình yên tới? Ai cũng sẽ có một cách yêu của riêng mình, nhưng không phải ai cũng biết cách yêu thương bản thân cho đúng. Có nghĩa là không phải phụ thuộc cảm xúc vào tay người khác. Có nghĩa là mọi niềm vui, nỗi buồn không thể cứ dựa dẫm vào đối phương, để rồi một ngày nào đó
sự nồng nhiệt trong tình yêu bắt đầu lạnh bớt, sẽ cảm thấy chênh vênh khi đối phương không còn tha thiết như ngày nào. Chỉ những người hiểu được giá trị của bản thân mới có thể đòi lấy công bằng cho chính mình. Sống quá yếu mềm chỉ mang lại tổn thương. Đừng hy vọng có thể dựa dẫm vào ai để thụ hưởng hạnh phúc cả đời, rồi hy vọng sẽ chỉ chuốc lấy thất vọng. Một vài lần sảy chân có thể đẩy chúng ta tới miệng vực của tuyệt vọng và đau thương. Hạnh phúc thuộc về mình, hãy tự ôm trọn lấy. Hãy sống độc lập khi có thể và mạnh mẽ khi cần. Hãy trân trọng bản thân mình trước khi mong mỏi ai đó mang đến cho mình. Hãy biết giá trị của bản thân để nó không trở thành điều rẻ mạt trong mắt của người khác. Hãy biết gạt đi sân si và đố kỵ để lòng được thanh thản. Đừng nên hằn học bởi những điều không đáng. Như một ván bài mà không thể cầm chắc phần thắng, đặt cược toàn bộ vào người ngồi đối diện, chẳng may thua hết cũng sẽ chỉ một mình nhận lấy bi thương. Người ta vẫn thường nói chuyện phản bội, chuyện thay lòng, rồi rất nhiều câu chuyện khác. Trong đó, tất cả người ở lại đều là nạn nhân, đều bị tổn thương sâu sắc, đến nỗi khó có thể đứng dậy sau đổ vỡ. Thế nhưng, hãy nhìn vào một khía cạnh khác. Bởi vì hạnh phúc phụ thuộc vào một người nào đó, nên chúng ta mới lao đao khi người ấy trả lại chúng ta, mới chênh vênh khi chưa kịp nhận lại điều gì thì đối phương đã đi mất hút. Lỗi là lỗi tại ai? Đừng, chẳng ai là có lỗi. Yêu không có lỗi, hết yêu cũng càng không. Chỉ có kẻ ôm khư khư quá khứ, mãi không chịu buông, chẳng cam tâm từ bỏ một người mà trước đấy đã đặt vào tay họ toàn bộ những gì trong trẻo nhất, một cách ngây ngô đến sai lầm. Đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác, chẳng khác nào biến mình thành quân cờ, mặc cho ai đó tùy ý điều khiển. Không biết tự chủ, cũng không biết học cách bảo vệ bản thân, không dám đứng một mình và càng không thể trưởng thành. Biết cách tự nắm bắt hạnh phúc của mình mới có thể bảo vệ mình khỏi những tổn thương không đáng có, và có thể tự mình đứng dậy sau vấp váp hoặc sai lầm. Đã là cuộc đời, hãy sống cho trọn vẹn. Cần gánh vác trách nhiệm thì hãy chìa vai ra dũng cảm mà gánh. Cần tranh đấu thì hãy can đảm bước lên. Chẳng có điều gì là dễ dàng có được. Cũng như việc không thể ngồi đợi ai đó chạy đến nói rằng họ yêu chúng ta thật lập là người đó sẽ xuất hiện. Chúng ta buộc phải tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình, trân trọng nó, bảo vệ nó, không thể tùy tiện giao ra cho bất cứ ai. Vì một khi họ đã đi, không mang nổi hạnh phúc của chúng ta nữa, thì rất có thể mọi thứ sẽ suy sụp hoàn toàn. Không ai có đủ tư cách giữ hạnh phúc của ai, trừ bản thân người ấy. Để nó trọn vẹn và vững bền, thì cần phải có một trái tim cứng cỏi, hạnh phúc nằm trong tay. Phải để cho trái tim cảm nhận, đừng vì vài ba khoảnh khắc lầm tưởng mà trao đi dễ quá, để rồi cuối cùng lại mất trắng, chẳng còn gì. Đặt toàn bộ niềm tin vào người khác chính là điều nguy hiểm nhất, cũng là điều nực cười nhất. Bởi vì chúng ta không thể đảm bảo họ có thể giữ được bao lâu. Trái tim có thể dễ dàng thay đổi, cảm xúc lại càng dễ dàng thay đổi hơn. Một khi đã lệch nhịp,
thì chẳng còn lại gì nữa. Một khi đã chán nản thì sẽ mau chóng buông tay. Ở đời không có điều gì là chắc chắn, không có sự vĩnh cửu, càng không có tình cảm gì có thể bền lâu. Khờ dại cho rằng ai đó sẽ mãi mãi đem lại hạnh phúc cho chính mình là một ván cược mà với số phận có đầy rẫy rủi ro. Lòng người khó như mò kim đáy biển, hôm nay tay ấp má kệ, mai có thể phủ phàng tàn nhẫn. Chuyện đời vốn là như thế, tại sao chúng ta vẫn cứ trở thành những kẻ cả tin? Đương nhiên, tình cảm cũng cần chân thành, nhưng không có nghĩa là đợi người ta đem đến cho mình, không có nghĩa là cho người ta toàn bộ quyền định đoạt, để rồi chẳng giữ điều gì cho riêng mình. Đặt cược hết toàn bộ vào một ván bài đen đỏ, kết cục thường thấy sẽ là thua chẳng còn lãi gì. Ngoảnh mặt lại mới thấy, chính bởi vì sai lầm nên mới ngờ ngợt đưa chân. Cho nên, đừng giao phó, đừng ủy quyền, cũng đừng dựa dẫm và trông mong vào hạnh phúc mà người khác mang lại. Cái gì của mình phải do tự mình quyết trước tiên. Duyên đến duyên đi, chúng ta hãy cứ bình thản mà đón nhận, vì vạn sự trên đời đã có ông trời tự an bài. Bất kỳ chuyện gì xảy đến trong đời người ta đều được trời cao an bài. Con người chỉ có chiều theo ý trời mà hành xử, đối đãi thì mới có thể tự tại, an nhiên, không còn sầu khổ, muộn phiền. Lá rụng xuống thì rụng, ta quét thì cứ quét. Trong ngôi chùa nọ có một tiểu hòa thượng, công việc mỗi ngày là quét sạch lá rụng trong sân chùa vào buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, tiểu hòa thượng đều phải dậy từ rất sớm để bắt đầu công việc của mình. Buổi sáng phải dậy sớm để quét lá rụng là việc không hề đơn giản, nhất là vào những ngày mùa đông rét hay những ngày gió lớn mưa to. Vì trong những ngày này, lá cây rụng xuống rất nhiều, tiểu hòa thượng càng phải mất nhiều công sức và thời gian hơn. Bởi vậy, lúc nào cậu cũng đau đầu suy nghĩ tìm cách để công việc của mình bớt vất vả hơn. Thậm chí, cậu còn đi khắp nơi trong chùa, xin lời khuyên của những tiền bối, sư huynh, sư đệ khác. Ngày nọ, có một hòa thượng nổi tiếng thông minh, nhanh trí trong chùa, nói với cậu rằng: "Ngày mai, trước khi quét sân, đệ hãy lấy hết sức mà rung cây thật mạnh để toàn bộ lá cây rụng xuống. Vậy là ngày hôm sau, chẳng phải đệ không cần quét lá rụng nữa sao?" Tiểu hòa thượng vừa nghe xong liền nghĩ thầm trong bụng: "Đúng là một cách hay, chỉ cần một lần vất vả mà được nhàn nhã cả đời." Thế là ngay ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy thật sớm, chạy một mạch ra sân, dùng hết sức để rung cho toàn bộ lá vàng rụng xuống. Sau đó, tiểu hòa thượng quét sạch lá rụng trong sân. Suốt cả ngày hôm ấy, cậu vô cùng vui vẻ trong lòng. Sáng hôm sau, để yên tâm, tiểu hòa thượng dậy sớm chạy ra sân xem xét một vòng. Cậu lập tức tròn mắt ngạc nhiên, trong sân vẫn đầy lá vàng rụng. Mọi công sức của cậu hôm qua đều trở nên vô ích. Tiểu hòa thượng lại tiếp tục cặm cụi quét lá, trong lòng chán nản, buồn thương. Vào lúc đó, sư trụ trì bước đến, nhìn vẻ mặt rầu rĩ của tiểu hòa thượng, ông cất lời hỏi: "Vì sao con buồn thảm như vậy?" Tiểu hòa thượng hai mắt rơm rớm lệ, nói giọng đầy bi thương: "Thưa thầy, hôm qua con đã rất vất vả quét sân, những tưởng có thể quét sạch lá vàng mà hôm nay lá lại rơi đầy rồi.
còn thấy bất lực nên buồn ạ. Sư trụ trì sau khi nghe xong, mỉm cười hiền từ và nói: đệ tử ngốc à, làm sao con có thể bắt cái cây kia rụng lá theo ý muốn của mình được? Bất kể hôm nay con có cố gắng như thế nào, thì ngày mai lá vẫn cứ rụng xuống đầy sân thôi. Tiểu hòa thượng lúc này mới hiểu ra, cúi đầu lạy tạ sư trụ trì, rồi lại tiếp tục vui vẻ công việc mỗi ngày. Từ đó trở đi, cậu không hề ca thán hay bất mãn nữa. Lá rụng xuống thì rụng, cậu quét sân thì vẫn quét. Mọi chuyện trên đời đến với bạn đều là bởi một chữ duyên. Cho nên cứ thản nhiên mà sống với những gì mình đang có. Kỳ thực, trên đời này vốn có rất nhiều việc là không thể làm trước được. Đến thời khắc thì nó sẽ đến, cũng không thể né tránh. Bạn chỉ có thể học cách đón nhận chúng với thái độ bình thản, tích cực mà thôi. Mọi chuyện trên đời đến với bạn đều là bởi một chữ duyên. Đã là duyên thì không thể gượng ép, đều là ý trời khó cưỡng đoạt. Quá khứ là không thể níu giữ, vãn hồi, mà tương lai thì còn xa lơ xa lắc. Bạn nghĩ mình có thể nắm giữ cả hai thứ đó trong tay được sao? Điều thực sự bạn có được cũng chỉ là giây phút hiện tại này. Trân quý ngày hôm nay, khoảnh khắc hiện tại mới chính là cách sống đúng đắn nhất. Nếu nhìn mãi về quá khứ, bạn sẽ càng nuối tiếc, bởi quá khứ lúc nào cũng ánh lên vẻ đẹp long lanh, đẹp đẽ của một thứ đã trôi mất, đã không còn. Nếu cứ ngóng đợi ở tương lai, bạn sẽ càng hoang mang, lo lắng, vì tương lai là thứ bất định. Đôi khi, nó chỉ là một giấc mơ hư ảo mà thôi. Thực ra, bất kỳ chuyện gì xảy đến trong đời người đều đã được trời cao an bài. Con người chỉ có chịu theo ý trời mà hành xử, đối đãi thì mới có thể tự tại, an nhiên, không còn sầu khổ, muốn phiền. Lá vàng sẽ không ngừng rụng xuống, tiểu hòa thượng cũng sẽ không ngừng quét sân. Vạn sự trên đời đều nằm trong cái quy luật tuần hoàn bất biến ấy. Dù bạn chán chường hay cao hứng, yêu hay ghét, thì mỗi sáng mặt trời vẫn phải mọc lên, đêm xuống trăng sao vẫn phải ló dạng. Ngày qua, tháng hết, năm đi, bốn mùa luân phiên vận chuyển, trăm năm cuộc đời kết thúc rồi lại tiến vào lục đạo luân hồi. Đã không thể thay đổi được những điều vĩnh hằng của tạo hóa ấy, sao không đón nhận nó bằng tâm thái thanh thản, tích cực hơn? Sầu muộn trên đời vốn là thứ không hề cố định. Sau mỗi cơn sầu chính là ấp ủ ngày vui đang tới. Phía cuối đường hầm luôn ló dạng ánh sáng niềm tin. Hãy luôn thúc đẩy mình bằng cách nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc ở tương lai bạn nhé. Đạo Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh giành giật, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên, để rồi giết hại lẫn nhau. Lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Con người đau khổ bởi sinh, già, bệnh, chết. Tâm đau khổ vì phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Trong gia đình, khổ vì phải làm việc vất vả, nhọc nhằn để lo cơm áo gạo tiền, rồi thương yêu xa lìa khổ, oán ghét mà gặp nhau hoài lại càng khổ hơn. Mong cầu mà không được cũng khổ, thân ốm yếu hoặc sung mãn quá cũng khổ. Nghèo cùng với bao nỗi thiếu thốn, khó khăn, khổ là lẽ đương nhiên. Nhưng người giàu sang phú quý vẫn có những nỗi khổ riêng. Ngoài xã hội, đau khổ vì đấu tranh, giành giật, hơn thua phải trái. Cứ như thế, oán hận thù hằn ngày càng thêm chồng chất.
với hoàn cảnh thì phải khổ về thiên tai, động đất, bão lụt, sóng thần, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh tràn lan vì sự ngu si mê muội của con người. Chúng ta thường nghe người đời than thở: "Trời ơi, tại sao tôi khổ quá vậy nè? Ông trời ngó xuống mà coi, làm sao cho tôi hết khổ đây trời ơi?" Người đời thường trách đất kêu trời, than khổ đủ thứ chuyện vì nghèo khó, vì bệnh tật, vì thất nghiệp, thất tình, vì mất mát, vì chia lìa. Tuy nhiên, cũng có không ít người giàu có, khỏe mạnh, có sự nghiệp, có tình yêu, nhưng vẫn kêu khổ, khổ ơi là khổ. Người già than khổ đã đành, người trẻ cũng lại than khổ. Người ngu dốt than khổ, kẻ thông minh cũng than thở đủ thứ chuyện. Nói tóm lại, già trẻ, lớn bé, mỗi người đều có nỗi khổ niềm đau riêng. Vậy sao không sống để lòng được bình an? Không quan trọng quá khứ bạn khắc nghiệt thế nào, bạn luôn luôn có thể bắt đầu lại. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn, và những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ. Cuộc hành trình ngàn dặm phải bắt đầu từ những bước đầu tiên. Cuộc sống không có nghĩa là dễ dàng, nó luôn luôn biến động. Đôi lúc hạnh phúc, có lúc lại khổ đau. Nhưng với tất cả những bước thăng trầm trong cuộc sống, bạn lại học được những bài học làm cho bạn mạnh mẽ lên. Khi cuộc sống đặt bạn vào chuyện thế khó khăn, đừng bao giờ nói "tại sao lại là tôi", mà hãy nói "tôi sẽ cố gắng". Rất nhiều người sợ nói ra những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao họ không có được những gì mình muốn. Bạn không thể chặn những con sóng, nhưng bạn có thể học cách làm thế nào để lướt sóng. Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là nhận ra rằng bạn hoàn toàn hạnh phúc mà không cần đến những thứ bạn cứ ảo tưởng là mình bắt buộc phải có. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn. Mỗi khi mỗi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình, tiếp tục đi, đừng dừng lại. Mỗi bước có thể khó khăn hơn, nhưng đừng dừng lại. Viễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh.